Xin chào quý anh chị và các bạn, mình Hùng bên chuyên vật tư .com, một công ty chuyên cung cấp các loại vật tư cơ khí và các loại dụng cụ cơ khí. Dụng cụ cơ khí thì hiện tại là công ty chúng tôi chuyên cung cấp các loại như là kìm, búa, kẹp định vị, kẹp eto và những loại kẹp khác. Thì trong cái loại dụng cụ cơ khí đó thì có rất nhiều dụng cụ để phục vụ cho cái ngành cơ khí anh chị các bạn. Thì khi mà anh chị các bạn có nhu cầu thì anh chị các bạn cứ liên hệ với công ty chúng tôi. Thì hôm qua Hùng có một người khách tìm tới công ty Phan Nhân và hỏi công ty Phan Nhân có bán kẹp định vị hay không. Thì mình hỏi ảnh một số thông tin, bởi vì mình là người bán hàng nên mình rất rành về cái thông số hàng hóa cũng như những cái mã hàng, mình có bảng giá cụ thể. Thì ảnh mô tả cái kẹp định vị thì nó rất là khó khăn nên Hùng không có xác định là anh đang cần cái loại nào. Thì hôm nay Hùng xin review để giới thiệu với anh chị và các bạn một số cái thông tin để anh chị các bạn có thể biết được khi mà anh chị các bạn chọn mua cái kẹp định vị cho mình sử dụng hoặc là cho người khác sử dụng. Và nhân tiện đây thì ở dưới cái video clip này nó có một số cái mã số của kẹp định vị và có giá cả cụ thể để anh chị các bạn có thể tham khảo, và anh chị các bạn thấy giá của công ty Phan Nhân tốt, anh chị các bạn có nhu cầu, anh chị các bạn ủng hộ công ty Phan Nhân chúng tôi. Thì cũng nói với anh chị và các bạn như thế này, hàng hóa nó có mã hàng, quy cách, định hình. Có một số hãng người ta sản xuất ra hàng hóa, người ta đưa ra những cái model cụ thể, đưa thông số kỹ thuật, họ đưa thành sách, đưa thành cái thông số kỹ thuật chuẩn, và cái những cái thông số kỹ thuật đó có thể người ta đưa lên trên mạng luôn anh chị các bạn. Thì cái kẹp định vị như thế này nó cũng là một trong những cái loại hàng hóa như vậy. Những cái nhà sản xuất chính thống thì người ta sản xuất kẹp định vị dựa theo những cái mã hàng nha anh chị các bạn, nó giống nhau. Còn những cái cơ sở mà sản xuất kẹp định vị đó thì người ta sản xuất theo hàng chợ thì nó không có giống theo tiêu chuẩn lắm. Thì những cái hàng mà kẹp định vị mà công ty Phan Nhân chúng tôi đang bán thì nó có mã hàng, mỗi cái mã hàng thì nó có quy cách cụ thể, nên anh chị và các bạn lưu ý khi mình chọn mua cái kẹp định vị này, cái kiểu dáng này như thế nào, và anh chị các bạn có thể là liên hệ với công ty chúng tôi để chúng tôi gửi cho anh chị các bạn một số hình ảnh cụ thể. Sau đó thì anh chị các bạn mô tả cái kẹp định vị mà anh chị các bạn, thứ nhất là chiều dài của cái kẹp định vị đó là bao nhiêu, thứ hai nữa là bản rộng của nó bao nhiêu và lỗ bắt vít bù lon nó có ổn hay không. Hoặc là anh chị các bạn mua những cái kẹp định vị mà anh chị các bạn về để thay cái cũ thì anh chị phải xem trên cái kẹp định vị cũ nó có cái mã, anh chị các bạn, nó có cái mã hàng nha. Thì nó có cái mã hàng, nó ấn rõ trên cái kẹp định vị đó thì anh chị các bạn đọc cái mã hàng đó cung cấp cho công ty chúng tôi thông qua số điện thoại 0915886916. Đây cũng là số Zalo, anh chị các bạn cứ gửi thông tin qua Zalo và nói cho chúng tôi biết anh chị các bạn đang cần mua cái kẹp định vị như thế này thế kia, bao nhiêu cái, thì công ty chúng tôi sẽ tra cái bảng giá và chúng tôi sẽ gửi báo giá cho anh chị các bạn một cách nhanh chóng. Và những cái hàng này á, những cái loại hàng này thì công ty chúng tôi luôn có sẵn rất nhiều quy cách mẫu mã khác nhau. Rất mong quý anh chị và các bạn tin tưởng và ủng hộ Phan Nhân. Anh chị các bạn có thể đăng ký kênh để khi Hùng review những cái loại hàng khác thông qua những cái clip nhỏ nhỏ, anh chị các bạn có thể biết được cái sản phẩm, tên hàng, hàng hóa và cái loại hàng mà anh chị các bạn có thể sau này anh chị các bạn cần chọn mua. Mình chúc quý anh chị và các bạn sức khỏe, gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.